Wow các bạn ơi, hôm nay tôi có một món rất là đặc biệt này, các bạn biết là món gì đây không? Đấy. Một chú sóc nhỏ. Đấy. Hôm nay chắc tầm khoảng 3 lạng, hơn 3 lạng tí các bạn nhá. Đấy, còn đây là cũng tầm hơn 3 lạng nhưng đã vặt lông rồi. Đấy, cái này là hôm qua mới bắt được, còn hôm nay là con này ngày hôm nay. Nên là tối nay là chiến hai chú này. Đấy, còn đây là món gà này. Và đây cũng là gà này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đuôi này rất dài. Đuôi này mà cắt ra mà làm chìa khóa xe máy cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Ai có thích không để tôi gửi cho cái đuôi này nhỉ? Để làm chùm chìa khóa xe máy nhỉ? Hãy comment bên dưới nhá. Đây là món lạt rang các bạn nhá. Đây, chúng tôi chế thêm món này em là hôm nay ngồi có được cái gì không nhỉ? Đây là nhân tiết canh các bạn nhá. Đang dã lạt. Đây là đến khâu vặt lông các bạn nhá. Nóng quá. Có cái đèn này tiện nhỉ. Cũng dễ vặt anh nhỉ. Vặt nhanh không à. Cái có đực. Đực. Dài to. Hai con đực đúng không? Hai con đều đực. Chưa đủ nóng. Chân cuốn đắng là như nào em chưa biết này. Cuốn ruột đắng ấy. Ruột đắng của nó cuốn cho mình nướng lên. À. Đấy, lạ món này chưa biết. Thì họ chỉ nướng không thôi, nướng cái này luộc hoặc ăn thôi. Bây giờ không đủ nóng. Cái này đi bắt là phải biết chỗ đấy nhỉ. Cái này phải đi rình. Đi rình ấy. Đi kiếm chỗ ăn của nó đã. Đúng rồi, xong biết cây nào nó hay qua. Ừ. Đi đúng giờ. Đúng rồi, lại còn phải đúng giờ nữa cơ. Vì đúng giờ đi ăn thì mới được. Đúng rồi. Đổ nước ở kia không mà. Cái này đi đầu như đầu chuột. Giống như hiện chuột không? Chưa hẳn hai vịt, em thưởng con. Vịt đấy, vịt kiểu dạng vịt xiêm. Con này chắc tầm hơn cân một con. Đúng rồi. Đây nó lại ngọt thịt. Đúng rồi, tầm này ăn thì nó ngọt thịt. Đây các bạn nhá, hôm nay là thêm hai con vịt liền, tôi tưởng một con này các bạn ạ. Vịt này tầm này vặt hơi lâu tí. Cái ruột chứ. À, con này nó bị thương rồi này. À, cái nó từng dính rồi này. À, kiểu nó bị thương trong quá trình di chuyển, nó tự bị thương. Không, bị thương là do người ta xử. À. Ừ. À, xong thoát. Ừ. Chắc thế. Con này thì hôm nay thoát từ mũi lên đây luôn. À. Khâu khò này cũng là một trong khâu rất là quan trọng làm cho chú sóc chúng ta là vàng rộm này.
dái to nhờ. Con này già lắm rồi đấy. Con này già lắm rồi nó mới dái cái to này. Vàng kê vàng rộ nha. Sao ăn luôn được. Đây là mà cả bếp. Gió bếp cũng đẹp này. Đúng rồi. Với cả gió bếp thì ngon, gió bếp hoặc là cái cho cái rơm ấy anh nhỉ. Đây là chốc cho mình cuốn ruột. Bây giờ đến câu pha chế các bạn nhé. Muốn cuốn ruột như nào em mà nghe chưa biết là kiểu gì đấy. Tí nữa. Tí nữa khác biết đúng không? Ừ. Cứ tạm dừng nhé. Tạm dừng để anh nghe ấy ạ. Này, chưa biết kiểu gì. Tí nữa khác biết đúng không? Ây da. Căng quá, không phải căng quá, kiểu mình thui nó căng. Ừ. Chạm nhẹ phát nó phình ngay. Hoàng bảo để cái dạ dày cho nó ấy, nhưng mà chúng là dày mới thích như dày sóc à, chứ biết nó lấy làm gì. Nó ăn sành lắm. Toàn toàn quả với lại mầm non nhỉ. Mầm non nó ăn đâu anh nhỉ? Hay là chỉ ăn quả? Chỉ quả thôi. Chỉ quả thôi. Ừ. Mà quả là thường quả chín đúng không? Đúng không? Này chưa biết. Đấy các bạn ạ, bây giờ chúng ta sẽ giả hết bịa xung quanh ruột cho đều nhá. Coi như là để lại một chút bịa để cho nó đắng đắng ngon đấy. Sau đó chúng ta cuốn. Đấy, các bạn hãy xem là cuốn như thế nào. Chúng ta sẽ mổ tiếp con thứ hai. Em vừa lấy một đôi dao như kiểu của anh ấy. Chuyên đi rừng giết hay chơi gì thì cầm một con dài như của anh, một con ngắn hơn. Đấy, bộ lòng con thứ hai, các bạn thấy nóng hổi chưa? Có bạn nào thích ăn luôn ngay bây giờ không nhỉ? Không phải Việt Nam đấy. Cuốn như này xong kẹp nướng. Ừ. À. Xong rồi tí nữa mình chặt miếng ra là nó bám luôn đúng không? Đây là phân chia luôn đó, người một cái còng luôn đó. À rồi, chia luôn. Ừ. Không phải chặt trước gì nữa. À, ăn kiểu này à. Này chưa ăn bao giờ luôn các bạn ạ.
Các bạn đã được ăn cái phong cách này bao giờ chưa nhỉ? Chia đều cũng sợ thiếu luôn. Đùa, cái này nhiều lúc cũng phải bạo ăn một tí mới dám ăn đấy. Phải làm hoặc là không phải vài chén mà. không dám ăn được nhá. Cái này nhưng mà đánh như đánh giòn đấy. Đấy. Hoặc là ví dụ như không nhìn thấy làm thì có khi là cứ bạo ăn. Nhìn thấy làm rồi là có khi là còn ngại ngại đấy nhá. Ăn sóc và không có đắng này coi như không thành. Lại không đúng kiểu. Hôm nay xem anh làm biết cách nào có một cái món mới như kiểu này. Thế còn hai cái mình kia của nó thì cứ chặt ra ấy. Cái mình nướng thôi. Nướng thôi. Cứ phanh ra nướng thôi. Ở một chân nó sao nhỉ? À đùa. Đùa. Tim gan phèo phổi. Chắc tí mình cứ để cả con trong mình ấy được đúng không? Kẹp banh ra xong nướng. Nướng nhanh mà. Đúng rồi, này mỏng thịt này. Mỏng thịt nướng tí chứ. Hôm nào đi Vị Xuyên chơi thì rủ anh Huy, anh Lâm và mấy anh em đi cho vui. Đấy, nên tính chắc phải nộp sau Tết thì. Chắc em nghĩ phải sau Tết. Trước Tết thì hầu như là có ai cũng bận này. Sau Tết thì nó nhiều thời gian hơn. Em sau vụ này về là đã đi quay chương trình hết mà. Mẹ đi quay chương trình, hôm tới này chuẩn bị tỉnh xuống quay Trà Xuân, đấy. Chương trình Trà Xuân sáng 17. Cái đầu cho phải bổ đôi ra nha anh nhỉ. Cái đầu nó dày nó khó chín. Ướp tí mắm muối nữa được rồi. Có bỏ cái đuôi ra không? Đấy, không. Này cứ để cả đuôi à? Chặt ra để nướng cho dễ. Chặt cho nó gọn. Đây là xong con ong các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đấy các bạn nhé. Sau khi chúng ta đã ướp qua gia vị. Đơn giản thôi, nó là một chút mắm thôi. Nhớ cái bát mắm để em quay thế. Đây chúng ta chỉ ướp một chút mắm này thôi các bạn nhé, không cho gì thêm.
để nhằm mục đích là được cái gia vị, là không cần nhiều gia vị, coi như là để cho nó dậy mùi được đúng mùi vị của rừng luôn. Nhiều hết. Nhiều chứ, hai con trong dưới mấy cái dòng này nó dôi lắm. Ừ. Nó không như cái dòng khác. Ôi nó tuột à. Chèn nước một lúc rồi nó ít vào. Nó bám ngay mà. Gan cho phổi. Thế mình nướng là mình chỉ nướng để cho nó xém hết một bên thì đã, rồi mình nướng lại, đúng quay ngược lại thì nó phải rơi. Đúng rồi, nó không rơi. Quan trọng để nó có cái độ xém, độ dính. Đúng rồi. Anh để đấy rơi ngay, phải bám vào sắt thôi, nó không rơi. Con này nó ăn cái gì đấy? Ui tôi chết rồi. Ui giời. Đi. Nó lôi rồi. Thì như là chỉ ui mất rồi. Mất một cái mề rồi. Đấy, đã lên bếp các bạn nhá. Không hai anh em mải làm nên là không trông, nên là chú chó nó sơi mất một cái mề các bạn ạ. Đấy chú chó đây. Đấy, đã nhanh gọn mất một con mề rồi. Một đoạn lòng mét, 2 mét lòng với cái mề. Wow, chín rồi các bạn nhá, và đã lên mâm. Quá ngon ôi mê ly. Đấy. Để cả tiết nữa. Ý, yuhu. Anh quay cái kênh một chiếc anh. Kia nối nhỉ. Trường là trường đã đề, đổ uống rượu. Hả? Trường thường nó đã nghe mà, không được uống rượu. Nó lại đi uống bia. Hả? Măng rừng. Nghe là măng rừng các bạn nhá. Chiều nay vừa lên rừng hái này. Đấy, được 2 đĩa này. Đấy. Lẩu đi, lẩu đi. Hay đi. Đấy, chót. Cắt một câu. Cơm ạ.